Sáng nay, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Đến dự có đại diện lãnh sự quán các nước tại Đà Nẵng và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Hồ Kỳ Minh. Năm qua, công tác đối ngoại nhân dân của thành phố đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân được tổ chức rộng khắp. Năm qua, thành phố đã vận động được 47 khoản viện trợ phi chính phủ với 75,951 tỷ đồng, qua đó góp phần hiệu quả vào việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của thành phố. Năm 2021, công tác đối ngoại nhân dân của thành phố sẽ tiếp tục được triển khai tích cực, trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần triển khai hiệu quả chương trình năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế của Đà Nẵng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đánh giá cao hoạt động đối ngoại nhân dân trong năm qua, đồng thời tin tưởng rằng công tác đối ngoại nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2021 sẽ tiếp tục vững bước đi lên cùng các ngành các cấp trên địa bàn thành phố, bằng một tâm thế sẵn sàng hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng giữ vững quốc phòng an ninh, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế xã hội lớn, là đô thị sinh thái hiện đại, thông minh và đáng sống. Dịp này, hội nghị cũng công bố các quyết định khen thưởng và trao tặng cờ thi đua bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và giấy khen của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố năm 2020 cho các tập thể và cá nhân.